Ơi có hừng sáng là hẹn gặp nước Mỹ văn minh văn cái con mẹ. Trung tá, chào Trung tá William. Chào thiếu tá Biên, mời Trung tá ngồi. Cảm ơn. Chúng ta dùng rượu nha. No, chúng ta dùng cà phê nha. Cảm ơn. Hình như trong người Trung tá hôm nay không được khỏe lắm thì phải. Còn tồi tệ hơn thế nữa kìa, tôi đến để báo cho ông biết một tin không vui. Là ngài đại sứ vừa gọi điện để khiển trách tôi đó. Tôi có thể chia sớt với Trung tá được chăng? Không, không phải chia sẻ như một người tốt bụng, mà phải nhận lấy việc khiển trách của ngài đại sứ về tình hình an ninh ở thủ đô này. Việc đó thì tôi hết sức quan tâm cho nên đem lại kết quả rõ ràng rồi. Kết quả gì? Kết quả có nghĩa là mìn nổ giữa trung tâm đô thị, mìn đặt ngay trong cặp của ngài trung tá cố vấn an ninh. Chúng ta muốn nói cái vụ nổ ở đường Phạm Ngũ Lão mà ông Mingo phải từ trần. Cái chuyện đó là ngoài trách vụ của tôi. Nhưng dù sao đi nữa ông Mingo chết làm cho tôi choáng váng đấy. Choáng váng, choáng váng. Bom nổ tại hội trường công chức làm thiệt mạng một số cán bộ Bình Định. Một lần choáng váng. Kế hoạch hành quân 217 bị lộ. Hai lần choáng váng. Bây giờ bom nổ trên xe cố vấn Mỹ. Ba lần choáng váng. Không khéo cái bệnh choáng váng này sẽ trở thành là bệnh kinh niên của các ông. Thưa Trung tá, tôi không nghĩ rằng Trung tá đến đây để mạt sát tôi như vậy. Và chúng tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi đổ vào mảnh đất Việt Nam Cộng Hòa này những khoản viện trợ khổng lồ để rồi đạt những kết quả tồi tệ như thế đó. Thưa Trung tá, xin lỗi, tôi không còn nhiều thời giờ nữa. Ông cho biết về con chiêu đãi của ông, con Hiếu. Tôi dò la thì thấy con nhỏ cũng không có gì khả nghi. Thế còn hai bí số A7 và X15 các ông đã khám phá ra chưa? Đang tiến hành nhưng chưa thấy dấu hiệu chưa gì. Chưa thấy dấu hiệu gì và không có gì đáng nghi ngờ. Vậy thì ai gài mìn trong cặp của ngài trung tá cố vấn an ninh? Theo điều tra thì trước khi mìn nổ, trung tá có ghé vào nhà hàng của ông uống rượu. Nhà hàng này thì có nhiều sĩ quan Hoa Kỳ vào đây uống rượu, nhưng biết chừng đâu mình đã gài vào cặp táp của ông Mingo trước hoặc sau khi ghé đây uống rượu. No. Người Mỹ chúng tôi rất thực tế. Ông cho phép tôi đặt dấu hỏi tại nơi đây. Đặt ngay ở con Hiếu, người làm của ông. Vì lẽ đó cho nên trung tá mới cho lệnh bắt mụ Thảo là mẹ của Hiếu. Tôi bắt mụ ta không phải vì nghi mụ ta, mà tôi bắt mụ ta là vì chiến thuật rung cây cho chim bay ra. Nếu con gái mụ ta là điệp viên Việt Cộng thì nó thấy động sẽ tìm cách bỏ trốn. Hay. Tôi sẽ cho an ninh bố trí chặt chẽ cái vụ này. Ông sẽ cho bố trí? Dạ. Tôi thiết tưởng ông đã cho bố trí rồi chứ. Dạ rồi. Rồi. Và tôi cũng báo cho ông biết, trong cái vụ đưa một số cố vấn an ninh Bình Định Mỹ ở khách sạn của ông, ông coi chừng. Tôi sẽ thay đổi ý kiến đó. Thưa trung tá, an ninh thì bảo đảm chắc chắn lắm rồi, trung tá khỏi ngại hết. Dạ, còn cái chuyện kia, chiều nay vợ tôi nó qua gặp trung tá sớm. Nếu bây giờ trung tá để cho cái số cố vấn Bình Định về ở khách sạn của ông Mạnh, như vậy nó cũng thiệt thòi cho vợ chồng tôi. Xin trung tá nghĩ lại. Thôi được. Nhưng mà ông nhớ dặn với bà là chạy giùm cho tôi heroin. Chà, lúc này sao đường bay Bangkok nó kiểm soát chặt quá rồi, thành ở đường dây Bạch Tuyến nó đứng khựng cái rồi mình khó. Không, không khó đâu. Khó là đối với người dân kia, chứ còn đối với cảnh sát như các ông thì không khó lắm. Dạ, tôi cố gắng. Bye. Dạ, chúng ta về. Mình ơi, William đến đây có chuyện gì không mình? Ôi, người đẹp của anh, nữ hoàng của anh. Cô kia té em, trời ơi buông ra. Té em bây giờ, đếm xuống. Mình ơi. Gì vậy? Ai như con Hiếu nó tới kìa. Chết cha. Ồ, đúng rồi, mình ơi, con Hiếu nó tới rồi mình à. Mình ơi, con Hiếu nó tới rồi mình. Ồ, Hiếu. Đi đâu ngày qua tới bên nay nè. Chị với ổng mới nhất cưng thời nè, đi đâu cái biệt luôn nói tầng. Ông hả? Ông hả? Ôi, đừng có ngại. Ổng đang nghĩ tới chuyện quốc gia.
Cương biết không, đầu óc của ông tối ngày nghĩ toàn là chuyện quốc gia đại sự không à. Giờ đây ngồi chị nha. Dạ. Trời đất ơi, ai coi chị Tư đó. Cái chỗ tôi với ổng ngồi mình chỉ làm qua là cái Dũng Trâu à. Cái chị này thiệt hết sức nói mà. Nè ngồi đây đi nha, để chị vô trong gọi gì uống nha cưng. Ngồi đó đi. Hiểu em. Trời đất ơi, ông. Anh chứ ai. Trời ơi, ông làm gì kia vậy? Làm thiếu tá chứ làm gì. Hiểu. Em trả lời, em có đồng ý thương anh không? Em đã nói với ông là bà rất thương em. Bà thương em mà thấy kể mẹ bà chứ. Nó đâu có ăn thua gì cái chuyện mà anh thương em. Trời đất ơi, sao ông nói vậy? Anh nói thật. Bà thương anh là bà thương cái lon thiếu tá cảnh sát của anh đem lại cho bà nhiều cà phê béo bở. Chứ còn tình thương thì con Zero to tướng. Em đã hiểu hoàn cảnh gia đình của anh như vậy rồi, nỡ nào em từ chối tình thương của anh sao Hiếu? Ông nói vậy chứ đâu có phải vậy, ông đâu có thương em. Em nói. Có mấy lần anh nói thật với em để em cứ giả vờ mãi. Đầu bữa nay em trả lời em có đồng ý thương anh không? Ông có lòng thương tưởng đến em, em vô cùng cảm kích. Nhưng em thấy có điều chưa ổn. Nếu có gì thì em mạnh dạn nói ra. Ông nói là ông thương em thiệt tình, sao ông còn cho tay chân bắt bớ má em, còn từ chối việc giúp cho nhau. Tình thương của ông em không hiểu được. Không có gì có hiểu đâu em, đó chẳng qua là trước mặt vợ nhà anh phải giả vờ đó thôi. Nè em cứ an tâm, má chúng ta sẽ ra về trễ lắm là ngày mai. Chắc không? Sao lại không chắc? Bà mẹ cái thằng Biên này nhỏ lớn chưa có nói láo lần nào mà. Mai thả ra hả? Rồi chừng nào bắt lại vậy? Bảy. Em đã thương anh thì thôi, anh còn bắt má làm chi nữa. Trời ơi. Sợ chưa? Sợ móng tay của đàn bà chưa? Đau thì cũng có hơi đau, nhưng anh thấy rằng tình yêu buổi đầu nó cũng phải một hai cái đụng chạm vậy. Em cứ tin anh đi. Phải rồi, tin cũng như là tin cảnh sát vậy. Bảy. Sao còn chuyện chúng mình sao em? Thôi không được đâu, chờ má em ra đi, em hỏi ý kiến má rồi em trả lời mới được. Má thì đồng ý rồi chứ gì. Dễ gì mà có rể thiếu tá cảnh sát như anh vậy. Thôi đi, em sợ bà vợ ông bay được, bà xé xác em. Vợ anh hả? Đừng sợ. Em mà đồng ý anh bay ra Đà Nẵng, anh sang cái khách sạn lớn nhất mà cho em làm chủ. Ra ngoài mặc sức hai đứa mình mà tha hồ nhé. Má em bị bắt, em không có lòng dạ nào mà tính toán gì được hết trơn á. Ông thả má em ra đi, rồi em tính. Được rồi, để đi lo thả má. Em vui lên đi, anh lo thả má. Thả má về cái mình tính chuyện của tôi mình. Tư à. Dạ. Bữa nãy giờ mày núp đâu đây, sao tao vừa mở miệng mày nhảy trong miệng tao mày nằm đúng vậy? Dạ thưa ông. Thưa ông cái gì? Cái đầu mày nhỏ lớn có đỡ đạn lần nào chưa? Dạ chưa. Thử không? Dạ dạ không thử. Không thử thì đi vô. Dạ. Rồi để anh lo thả má về hai đứa mình. Mình ơi. Đây nè anh, đây nè mình ơi, đây nè anh, đây nè. Trời đất ơi, đi giờ sao chưa chịu đi nữa không? Nãy giờ bị anh mắc. Mắc gì? Mắc điều tra nó. Điều này. Tra cái giống gì? Bây giờ đi qua bên nhà trước đi. Có khó khăn về kêu tôi đi sao lẹ giọt. Rồi anh đi liền. Đi. Cưng. Dạ. Đừng có lo gì trơn cái trời. Ông đi chút xíu là cái chuyện gì cũng xong à. Đừng có lo nha không. Ờ. Trời đất ơi, nó đi gặp mặt em chị hỏi thăm cái chuyện này. Gặp mặt em rồi cái chuyện có lu bu công chuyện cái chị quên hết à. Thôi sẵn chị nhớ này, ngồi đây cho chị hỏi thăm chút nha. Dạ. Ngồi đây đi cưng. Đó, ngồi xuống đây cho hỏi thăm chút coi nè. Nè, cưng làm đây cũng lâu rồi ha. Mà chị quên hỏi coi vấn đề gia đình chồng con của em sao. Nè, con xã chưa nói đi, tôi làm mai cho cô nương. Dạ em có rồi. Có rồi hả? Dạ. Bây giờ ông xã làm gì đâu? Ảnh ở dưới quê á bà. Ở dưới quê? Dạ. Sao mà em không kêu lên này rồi hai vợ chồng đi làm luôn cho nó gọn. Không được bà ơi, ảnh đau. Đau gì vậy cưng? Nặng nhẹ ra sao vậy? Dạ ảnh đau. Đau gì? Dạ đau thương hàng. Đau thương hàng? Dạ. Trời đất ơi. Cưng ơi, đàn ông con trai mà đau thương hàng là xệ lắm đó nha cưng. Ráng mà lo chạy chữa đi, cái bệnh nó để lâu không có được biết không? Dạ. Bởi ôi mà cưng ơi, cái chuyện chồng con nó có cái gì đâu mà buồn bã gì vậy? Nhầm nho với ba cái chuyện lẻ tẻ đó. Nè, đẹp đẽ rồi dễ thương gì nè. Cỡ tướng thì chị biết làm sao chứ cỡ tá đó hả? Chị mà ho một tiếng
Trời ơi, nó sẽ đến với cưng nùm nộp gì đó. Thôi ngồi đây nha, vô thay đồ chị đi liền nha. Đau thương hẳn. Anh Trung, anh có nghe em nói gì không? Tại sao em lại nghĩ rằng anh đau thương hẳn? Em mau ước giờ này được ngồi cạnh bên anh, nghe một lời anh nói, tiếng nói dịu dàng, mộc mạc, đơn sơ, không thơ, không nhạc, nhưng nó khiến em chờ đợi suốt mấy năm trường. Anh Trung, giờ này anh ở đâu? Ê! Thôi em về. Về đi. Anh Trung, khuya nay anh đi rồi. Phải, anh phải đi ngay đêm nay cho kịp chuyến. Và anh phải qua lộ trước khi trời sáng em à. Như vậy là chúng ta chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi. Đến rồi anh lên đường, em có còn đưa tiếng đường giao không? Thôi đêm nay là lần chia tay, không nên lưu luyến em ơi. Anh đi em nên hạnh diện cho anh về. Cả tâm quyết cả một quá trình, thử đi thách đi gam go mới được tiến vào chánh. Anh lên tình hay xuống điền, anh vào chủ lực gia nhập tiểu đoàn, như cánh chim tung khắp trời Nam. Anh thích chi nam nhi phấn khởi hùng tâm, hòa nguyện của anh rồi một cuốn đi rạng rỡ. Anh ra đi, anh đặt tất cả hy vọng vào em. Em sẽ xứng đáng là người con tốt của gia đình, của xã hội. Anh xin gửi gắm cả hai gia đình lại cho em. Từ cù lão giống anh đâm xuồng qua đại ngày, em canh chừng đồn ai em lăng chúng ta. Em đưa chồng em là du kích sáng sông, xuồng em ngược sông vô bước đêm đông. Ta em sung má em lạnh như đồng. Hay quá ha em, lời lẽ ngây thơ mà chan chứa tình nồng nghĩa mặn. Để em hòa đáp lại nghe anh. Ừ. Chồng chỉ là du kích tuy chàng loanh quanh trong vùng đất, mà tháng ngày vợ chồng
còn đi về quấn quýt bên nhau. Còn người yêu tôi vào chủ lực tôi cũng tự hào, nhưng anh chàng mãi hành quân khắp nẻo. Nhưng anh chàng mãi hành quân khắp nẻo, biết ngày nào anh ở đâu. Thiếu, thiếu ơi, trong giới yếu hai tên đẹp của đảo nghĩa ngàn đời ngẫu nhiên mà gặp gỡ, thì lương duyên hiếu trung sẽ đẹp đẽ và đầm ấm thủy chung như lý tưởng người xưa cho là lương duyên tần tân châu trần. Sẽ mãi kề nhau như phút giây hội ngộ đêm nay, tay trong tay hòa nhịp tim đầy nhiệt huyết, mắt nhìn nhau khắc hòa bóng hình đậm nét thân thương bền như sông. Đèo luôn mối thù cha đè nặng mãi lòng con, chung gánh nặng hai ta cùng gánh vác. Ôi khúc một bông quý yêu nghe gọi lòng ta nát vắng, một người thân thêm phờ phạc cá tâm. Trời trong nào không gợn chút mây buồn, cảnh chia ly nào không áo nào, xa vắng nào không gây nỗi nhớ niềm thương. Em à, nhưng mà chúng ta đâu phải là tầm thường nông nổi, trung kiên cường bất khuất, thiếu thì hiền thục đảm đang. Mỗi đau xót tim tôi rèn ý chí, dài buồn thương càng nung nấu nhiệt tâm. Thấy chưa, nhắc tới chiến trận bừng sôi, nói tới non nước xa vời là anh đã quên đứt em rồi. Quên hồi nào, anh sẽ viết thơ về cho em mỗi một ngày hai lá nè. Mấy lá? Hai lá. Ý, một ngày mà viết hai lá. Trời ơi, dốc quá hả? Sao nói anh nói dốc? Nói nhanh vậy chứ, bộ đội nó năng cả ngàn viết thơ cho em không à. Chưa có sai em giây phút nào là anh đã dốc rồi. Quên, anh quên. Anh nói là một tuần anh sẽ viết về cho em hai lá. Một tuần mà viết hai lá thì còn tin được, chứ một ngày mà viết hai lá hả? Thì dốc quá hả? Người ta nói một tuần mà. Mà đổi danh hả, chỉ có một tuần đầu thôi, qua tuần sau là quên em tuốt luôn. Đó đó, nghi quan cho người ta rồi đó. Nè, tin anh nghe. Thôi không tin đâu. Thôi tin á. Thôi không tin. Tin. Thôi kệ, tin đại đi. Trời ơi, tin mà tin đại. Không, tin thiệt hả? Rồi, tin thiệt đó. Bởi vậy em ghét anh ghê à. Tính cho cái này mà không cho. Cho gì vậy, đưa đi. Nói vậy chứ, anh xoay bển đi. Xoay bên đây hả? Ừ. Rồi,
nhắm mắt không? Thôi khỏi cần. Rồi xoay qua đi, đưa cái tay mặt đây. Đây em cho nè. Ý, đồng hồ. Đem đeo cho anh nghe. Trời ơi đẹp ghê hả em. Ý, sao đeo tay này? Thì đeo tay mặt chứ đeo tay nào giờ? Đồng hồ đó giờ ta đeo tay trái nha, đeo tay mặt. Đeo tay mặt ta nói mình cù lần á. Cù lần gì? Ai đeo tay trái hả? Thì kệ người ta. Còn em hả? Em bắt anh phải đeo cái tay mặt. Anh biết tại sao vậy không? Sao? Tại vì anh á, anh thuận cái tay mặt, thành ra em phải đeo cái đồng hồ vào tay mặt. Nên mỗi khi mà làm việc đó anh nhớ tới em. Chứ nếu mà đeo qua tay trái rồi anh quên em sao? Phải à ha. Nhớ nghe không? Suốt cả một cuộc đời đó anh phải đeo cái đồng hồ vào tay mặt để mãi mãi anh nhớ tới em. Anh mà đeo qua tay trái hả là anh đã quên em rồi đó. Quên sao được mà quên. Nghe anh hứa nè nghe, suốt một cuộc đời anh phải đeo cái đồng hồ này vào tay mặt để mãi mãi nhớ tới em. Hiếu à. Dạ. Tiền đâu em mua đồng hồ này vậy? Em để dành từ khi em còn đi học lận. Hiếu, em mua đồng hồ tặng cho anh, rồi anh biết lấy gì tặng lại cho em bây giờ đây? Ý có rồi đây. Ý trời đất ơi, đánh giặc mang đờn thôi làm gì vậy? Văn nghệ. Ý cha nhạc sĩ với cung đàn à. Đánh giặc thì đánh giặc chứ, mà văn nghệ là văn nghệ chứ. Mà cũng tại cái đờn này nghe, thành ra mới có cuộc chia tay đó. Sao tại nó? Ý quên, cũng tại anh nữa nè. Thiếu gì bài không chịu dạy em ca, đi dạy em cái bài chia tay. Trời ơi cái bài gì mà khó ca thì mồ đi, em ca cứ đâm hơi hoài à. Tại em dở đó chứ bài em ta gì mà khó gì. Em tập cả chục lần em ca mới được đó. Em hư cái đoạn này phải không? Để anh dạo lại em nghe coi phải không nghe nè. Ý đâu phải câu này. Câu này câu em đâm hơi kìa anh quên rồi hả? Cái câu em đâm hơi đó hả? Nhớ chưa? Nhớ nhớ rồi. Để anh dạo lại cho nghe nè nghe. La 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 la. Kia áo trắng thắm thỏ như e thề, như lén nghe chuyện tình hai đứa mình. Giận anh hả? Thôi giận cho chút xíu mà giận gì? Thôi không có giận. Stay đây nói này cho nghe. Không nói gì trơn á. Ta đang càng ngon trớn cái đường phá ta. Giận xíu mà giận gì? Stay đây, stay đây. Giận gì kia vậy giận? Đưa tay đây. Anh chưa mong đường phá em. Bỏ nghe không? Bỏ nghe không? Ui da. Kìa Hiếu. Anh Ngọc. Hiếu. Sao hình như Hiếu có vẻ thờ thẫn vậy? Xin phép anh. Ủa Hiếu định đi đâu vậy? Tôi có việc phải nghỉ vài hôm để về coi sóc lại nhà cửa, rồi bao giờ má tôi được họ trả tự do thì tôi tiếp tục đi làm. Anh đi đâu mà sớm quá vậy? Bà thiếu tá nhà này cho gọi tôi. Còn Hiếu, anh có biết chuyện má tôi bị bắt không? Có biết. Và tôi cũng đã chạy lo cho dì hai từ sáng đến giờ. Nhưng khổ nỗi là cái lon thiếu quý của tôi không đủ uy tín để tháo củi sổ lòng cho dì hai. Tôi xin cảm ơn anh đã có lòng lo cho má tôi. Cảm ơn.
Thật ra thì tôi cũng không muốn làm như vậy để được nhận những lời cảm ơn của Hiếu. Dù lời cảm ơn ấy xuất phát từ đáy lòng. À, nhưng mà dầu sao thì Hiếu chớ quá lo âu phiền muộn. Chắc chắn là nay mai dì hai sẽ được tha về. Một lời hứa của thiếu tá nhà này thì bảo đảm hơn 100 lần chải chọt của tôi. Anh biết chuyện hứa hẹn của thiếu tá nữa sao? Biết chứ. Và biết tất cả những chuyện gì vừa xảy ra tại căn phòng này. Anh rình rập như vậy sao? Rình rập? Nghĩa là không, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi Hiếu. Thật ra thì không phải hôm nay tôi đến đây gặp Hiếu để rồi lại nói cái chuyện này. Từ lâu rồi tôi muốn tìm gặp Hiếu, tìm gặp Hiếu để mà tôi nói lên một sự thật. Có biết bao nhiêu là sự thật tôi muốn nói với Hiếu. Nhưng Hiếu ơi, sự thật ấy rất đau lòng. Tốt hơn anh đừng nói sự thật đó làm gì. Vì tôi đã hiểu trong tận thâm tâm của nó như có vẻ ghen tương, hằng học. Ghen tương, hằng học. Hiếu, còn lời lẽ nào nữa không? Hãy nói nữa đi. Em hãy nói nữa đi. Hãy nguyền rủa nữa đi. Nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng thoa. Hiếu ơi, tôi tìm Hiếu như khách điêu qua, nhớ khóm phong lan xưa lần về ngõ trúc như cánh nén. Nhớ mùa xuân quay về xứ cũ thì cũng như tôi tìm đến cô, là do mối thâm tình từ quá khứ của thuở hồn nhiên vô tư cùng tung tăng đùa giỡn trước sân trường. Ngôi trường của làng quê đại ngại, ôi lưu luyến vô cùng. Chỉ vì nơi đó có hai tâm hồn bé bỏng và cận kề, kỷ niệm rất thâm sâu. Rồi lên Sài Gòn theo trung học xa xôi, nhưng lòng vẫn gửi về quê hương ngọt ngào dòng sông Hầu. Gió chương về khơi dậy nhớ nhung, nhớ sớm sương mù của làng quê đại ngàn. Làng quê đại ngãi giờ đây nó không còn nữa, đã bao lần bình tĩnh xuất dân. Anh chẳng biết được điều đó, vì những năm anh đi học ở Sài Gòn, anh không một lần về thăm quê hương đại ngãi. Có một mùa bãi trường năm đó, tôi về quê thăm lại bạn hiền xưa. Nhưng nhà tiêu bạc đi đến nơi phương nào, trả lời anh chỉ có sống trường gian vô nhịp đi nào. Trở lại Sài Gòn chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa lìa đèn sách. Tôi không muốn làm mồi cho bom đạn, lo lót tiền đi làm cảnh sát để được yên thân. Gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng, nhưng Hiếu thì một bề hờ hững khiến lòng tôi tê buốt.
dịp thuận tiện này ta cũng nên nói với nhau cho lòng với thắc mắc. Anh biết chắc sau khi anh đi chẳng bao lâu xóm làng ngày càng buồn hiu, sông nước đồng xanh ngập màu dân lành. Rồi ba tôi bị mất tích sau một trận càn, tôi vì mà không sống được nơi chốn nhau cắt rung. Một già một trẻ nửa đêm khuya lèn trung, bước luân lâu trôi dạt tới Sài. Mảnh đất của ngỡ xe lừa đảo của son con rộn ràng, một già một trẻ sống hôm chiều chích đoạn tháng qua ngày giờ một gánh hàng rong. Rồi một sáng kia tôi trở thành cô chiêu đại giữa xa qua phùng không tìm thấy nghĩa nhân, giữa ân tình đầu môi chốt lưỡi chung quanh càng nghe thấm thía nỗi cô đơn buốt lạnh cả gan. Như thế thì giữa cuộc sống quay cuồng, thiếu vẫn giữ lòng đoan chính. Còn tôi tuy mang sắc áo bảo tàng những tâm hồn vẫn trắng trong, tôi mong cùng ai kết chặt giải tâm đồng sao hiếm mãi hững hờ xa lắm. Tôi có vẻ như xa lắm anh, không phải tôi vội quên đi kỷ niệm êm đềm của ngày tháng, cũng không phải là say mê ham chuộng bạc xa. Nhưng đã trót không về chung luống mộng thì thân thiết nhau chi mà gieo hy vọng bâng khuâng. Tạo cảnh đời thuyền không bao giờ cập bến, hơn nữa anh sắp là rễ quý của nhà ông chúng ta. Còn tôi thì vườn lòng qua kính đợi người xa, nhưng gặp lại chi mà chưa kịp vui mừng, mặt đôi mặt mà chia vui nhìn nhìn. Người yêu tôi có lẽ học vấn chẳng bằng anh, nhưng chàng với tôi vốn đồng chung tâm chi, đã chia sớt cho nhau từng giấc cơm gạo đó sáng sẻ cho nhau từng hoàng nạn chốn quê nghèo. Ôi như thế mới là chân hạnh phúc của tình yêu. Có phải tình yêu bắt đầu từ chỗ đồng tâm huyết, cùng sớt chia gian khổ ngọt bùi? Còn tôi? Còn anh thì sao? Tôi cứ tưởng rằng anh gửi tình yêu cho tiểu thơ con của ông Trung Tá là anh đã chọn nơi phải lứa vừa đúng. Hạnh phúc đó anh tìm đâu hơn thế nữa? Hạnh phúc? Hạnh phúc? Hai tiếng đó nghe sao nó vừa chua xót lại vừa xa xôi, như ở tận chín tầng mây. Còn tôi? Hiếu ơi, tôi là kẻ đang ở tận cùng vực thẳm.
À Hiếu à, theo Hiếu thì ta sống ở đâu ổn định tinh thần hơn? Anh học cao hiểu rộng hơn tôi, chắc là anh tự tìm được câu giải đáp. Thiệt không biết làm sao ta. Mỗi khi ở nhà thì tôi muốn tìm gặp Hiếu. Tìm gặp Hiếu để mà tôi nói lên một sự thật. Có nhiều sự thật tôi muốn nói với Hiếu, mà không biết làm sao rồi mỗi lần gặp Hiếu thì tôi thấy như là lòng... Anh Ngọc! Trời ơi! Nãy giờ anh ở đây mà em tìm anh muốn chết hà. Anh có biết không? Vắng anh có 2 tiếng đồng hồ thôi mà em tưởng chừng như là 2 thế kỷ vậy. Nè, tại sao anh lại bỏ em một mình vậy? Xin lỗi, tôi đã khuấy rầy sự tự do của 2 người. Thu Ba! Papa của tôi có đến đây không? Chưa thấy. Tôi chưa hỏi tới anh. Lạ, Măng nói papa đến đây để nói chuyện với thiếu tá nhà này. Không, nhưng mà rồi... Lại phải đi tìm nơi khác. Phiền thật. Kiều nha! Kìa Thu Ba! Thì ra anh cũng còn nhớ đến tên tôi. Tôi tưởng anh tâm tình với hạng gái bán ba này nó thích thú hơn chứ. Cô không được xúc phạm với người ta. Tôi với Hiếu là bạn cùng quê quán, cùng học chung trường hồi thuở nhỏ. Tôi xin phép được rời khỏi nơi đây để 2 người tự do trò chuyện với nhau. Khoan, cô phải ở lại để nghe tôi nói. Khi mà lời lẽ thiếu dịu dàng với nhau, thiết tưởng dù có buộc tôi ở lại đây chỉ là làm cái việc của giả tràng xe cát. Hơn nữa, tôi còn có việc riêng của tôi phải đi. Tôi cấm cô bước thêm bước nữa. Không phải sợ cô mà tôi ở lại. Tôi ở lại đây để nghe xem lời lẽ của cô dịu dàng tới mức độ nào. Còn anh thiếu thẳng thắn với tôi. Anh đã gặp cô gái bán ba này nhiều lần rồi, mà anh nói với tôi chỉ 1 lần, đúng không? Đúng. Nhưng mà lần đầu tiên tôi xin Thu Ba bớt dùm tôi 2 tiếng bán ba ấy được không? Bớt hả? Tôi nói ai làm gì tôi? Tôi nói ai làm gì? Dạ. Danh giá gì cái thứ gái bán ba này mà anh binh vực cho nó? Gái bán ba cũng có 5-7 đường chứ cô. Vậy chứ con đường bán nụ cười khoe mắt, bán sắc thân là con đường nào? Cô không nên qua đũa cá nắm. Cô không được xúc phạm với người khác. Binh hả? Binh cái gì? Không cứ gì phải gái bán ba mới làm cái việc bán sắc thân đó. Mà đất Sài Gòn này có cả khối bà lớn, khối tiểu thư, còn hư hơn gái bán ba nhiều. Họ bám theo các ngài cố vấn qua kỳ như lũ ruồi nhặng bám theo chung mật. Mày dám ăn nói sắp nhập như vậy phải không? Gì hết? Mày, xin lỗi cô, mình đâu thiếu lời lẽ dịu dàng với nhau. Có dùng chi những chữ mày tao chi tớ. Còn một sự thật tôi cần nói cho cô biết là tôi không hề có ý chiếm đoạt anh Ngọc của cô đâu. Tôi đã có hôn phu rồi, cô yên tâm đi. Giả lại, tôi không phải là kẻ cướp của cô đâu. Chỉ có những kẻ quen cướp giật của kẻ khác mới sợ kẻ khác cướp giật lại của mình. Đứng lại! Mày nói rồi mày bỏ mày đi phải không? Mày đứng lại! Mày... Trời ơi anh Ngọc! Dạ? Trời ơi sao mà đứng tự nhiên vậy? Làm gì đó, anh Ngọc! Dạ, làm gì con. Anh thị thiền cho hàng gái thì chửi tôi phải không? Được rồi, anh chống mắt lên xem. Cái lon thiếu quý trên vai áo của anh sẽ rụng xuống một cách thảm hại. Và chỉ một lời nói của tôi với ba tôi á, thì anh sẽ được hân hạnh ra dùng 1 mà tán gái. Kì Hiếu, xin Hiếu hiểu cho tôi. Cảm ơn, anh Ngọc, chờ dịp khác mình nói nhau nhiều hơn. Không, Hiếu ơi, Hiếu. Hiếu chào. À chú Năm. Nhỏ, hình như chúng nó đang theo dõi chú. Sao cháu, êm chứ cháu? Dạ êm lắm chú Năm. Mọi việc chú đáo chứ? Khi nào bị động thì bên kia sẽ có ám hiệu. Vậy à, còn má cháu đâu rồi? Dạ má cháu đi chợ. Má cháu vẫn khỏe. Dạ cảm ơn chú Năm. Kìa bọn nó theo dõi chú. Chúng ta đóng kịch nha. À, sao cô khỏi lo, bởi vì tôi đi trễ nhưng mà cũng kịp giờ cho cô đừng bắt lỗi tôi. Thôi mời cô ngồi, tôi xem mạch cho cô rồi tôi còn về phải xem cho người khác nữa. Dạ. Dạ, cô ngồi đi, đưa tay đây. Chà, mạch nhảy mạnh quá.
mạch của cô nó thuộc về phong hóa thượng công chi dương đầu hội cốt tuyết tan đông, cốt là xương sống, mình mẩy cô nó nóng dần thành thử. Chú không có thì giờ đây lâu vì chúng nó đang theo dõi, vậy cho báo cáo gấp về vụ thằng Bảnh. Theo cho báo cáo với chú thì thằng Bảnh nó tới khách sạn ngày 2 tây tháng 2. Nó đến để làm gì? Theo điều tra sơ của cháu thì nó đến để lái xe cho bà bếp đi chợ, nhưng mà nó luôn luôn theo dõi cháu và vợ chồng ông Biền. Nhưng ai đưa nó đến? Cháu không được biết, nhưng cháu đoán chắc nó là loại an ninh chìm. An ninh chìm đã khẳng định rồi, nhưng có điều chú muốn biết nó theo dõi ai là chủ yếu. Nếu như nó theo dõi cháu là chủ yếu thì kể như công việc chúng ta bại lộ. Thôi bây giờ cháu hãy báo cáo thêm phần thứ hai là phần của cháu. Chú Năm, chuyện gì cháu cứ nói. Cháu thấy nhiều nỗi khó khăn đang vây quanh cháu. Vừa rồi má cháu bị bắt giam, nhà cửa bị lục soát lung tung. Thật là quân tàn ác mà. Hiểu cháu, chú đã hay cái chuyện đó rồi. Là vì sao vụ diệt cái tên Mingo? Rõ ràng địch nghi cháu, cho nên mới lục soát nhà cửa bắt ma cháu dẫn đi. Đó là chúng cố tìm ra tung tích và dò phản ứng của ta. Nhưng riêng ta thì không có phản ứng gì hết, vì chú tin tưởng rằng cháu luôn luôn giữ thế hợp pháp mà tiến hành công tác một cách chặt chẽ. Nhưng phải đề cao cảnh giác âm mưu quỷ quyệt để khỏi xa vào bẫy chúng nha. Chú Năm, trong công tác thì nhất nhất đã có chú ân cần chỉ bảo. Nhưng có điều... Điều gì cháu cứ nói rõ cho chú nghe coi. Có điều cháu rất đau khổ. Giữa cuộc sống xa quá, cháu phải gượng cười qua nước mắt, phải thẹn thùng nhìn bà con cô bác. Cả dưới mẹ mình cũng thấy bốn bốn xưa xưa. Cháu cứ yên tâm, sao dù sao có chú đây. Cháu phải nuốt thần cười say máu tanh mùi, chúng dơ dẹp khắp nơi về đây phè phơn. Cháu phải chuốc số chào mừng mà tiếng mơ hồng. Tội nghiệp cho cháu tôi quá. Vì tổ chức luôn luôn nghĩ đến cháu, lo lắng cho cháu. Cháu cứ yên tâm nói cho chú nghe. Chuyện gì vậy chứ? Cháu, chú Năm, bình tĩnh cháu cứ nói. Chú có hiểu cho cháu, cháu là con gái, bao nhiêu tiếng đồn đại thị phi, những lời lẽ bóng gió xa gần. Có nhiều khi cháu đi làm gì, những đứa trẻ con, kể cả người lớn, họ nói những tiếng mà cháu không thể nào nói lại cho chú Năm nghe được. Con đi
tội nghiệp cho cháu tôi quá. Cháu cứ yên tâm cháu à. Chú Năm, cháu có thể chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy, kể cả sinh mạng của cháu, cháu không sợ đâu. Nhưng có điều, cháu xin tổ chức hãy giao cho cháu một việc làm nào khác chứ còn việc này. Đừng nói thế cháu, bình tĩnh lại. Trong mọi cuộc chiến đấu, sự bình tĩnh được đòi hỏi trước hết. Tổ chức và chú rất hiểu tâm lòng trong trăng của cháu, cháu cứ yên tâm. Hình như bọn nó đến. Cô dặn cô điều này nghe con. Bởi vì thuốc thì nó có cái loại độc loại bổ, nếu biết dùng thì nó bổ, mà không biết dùng thì nó độc hại vô cùng. Thôi bây giờ thôi, đã xong rồi, xin phép cô tôi về, thuốc tôi để trên bàn kìa. Chào cô.